Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 20 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Putin bị Tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt. Nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục nã phát súng tiếp theo nhắm vào Joe Biden liên quan tới ngũ giác đài. Công ty Huawei thay thế hàng ngàn linh kiện bị Mỹ cấm xuất khẩu. Tổng thống Mexico chê trách các gia đình Mỹ thiếu những tai ôm. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tòa hình sự quốc tế ICC vào ngày 18 tháng 3 đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. ICC cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Theo quyết định của ICC, ông Putin phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi thực hiện hành vi cũng như không kiểm soát hoặc là cho phép các cơ quan dân sự và quân sự dưới quyền làm điều này. Phản ứng với động thái trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, từ quan điểm pháp lý, các quyết định của ICC không có nghĩa gì với đất nước chúng tôi. Nga không phải bên tham gia quy chế Romy về ICC và không có nghĩa vụ nào liên quan. Nga không hợp tác với ICC. Các lệnh bắt do cơ quan này đưa ra vô hiệu về mặt pháp lý và vô giá trị đối với chúng tôi, bà Zakharova cho biết. Quyết định được ICC đưa ra sau cuộc điều tra về cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Điều mà Moscow nhiều lần phủ nhận, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC, do đó chưa rõ cơ quan này sẽ thực hiện lệnh bắt ra sao. Kiev cho rằng 345 trẻ em Ukraine biến mất từ khi xung đột bùng phát, đồng thời cáo buộc Nga đưa nhiều em tới nước này. Một quan chức cao cấp Ukraine vào ngày 13 tháng 3 cho biết họ hối thúc ICC trong thời gian dài nhằm xin lệnh bắt những công dân Nga liên quan. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin vào ngày 18 tháng 3 tuyên bố, quyết định của ICC là động thái mang tính lịch sử với Ukraine và toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế. Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thì cho rằng, quyết định này mới chỉ là bắt đầu. Nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục nã phát súng tiếp theo nhắm vào Joe Biden liên quan tới ngũ giác đài. Kính thưa quý vị, một dự luật sẽ chấm dứt chính sách mới của Bộ Quốc phòng DOD về việc cung cấp các khoản trợ cấp đi lại và nghỉ phép có lương cho các quân nhân muốn phá thai nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Được giới thiệu vào ngày 16 tháng 3 bởi thượng nghị sĩ Johnny Ash, đảng Cộng hòa bang Iowa, dự luật này có sự bảo trợ của 35 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác. Trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 3, bà Ash cho biết, ngũ giác đài đáng lẽ không nên bị trưng dụng để nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ còn chưa ra đời. Bộ Quốc phòng tồn tại để bảo vệ sự sống, chứ không phải là phá hủy sự sống. Được công bố hồi tháng 2, chính sách đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của ngũ giác đài cho phép các quân nhân có thai dưới 20 tuần tuổi thông báo cho chỉ huy của họ về tình trạng mang thai của mình. Đối với những người tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản không được bảo hiểm, một danh mục bao gồm phá thai và thụ tinh trong ống nghiệm cho chính họ hoặc là người phụ thuộc, thì chính sách này cho phép tối đa 21 ngày nghỉ hành chính, có lương và khi thấy cần thiết, nhận được phụ cấp đi lại và vận chuyển. Bà Us, một cựu binh thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, từng phục vụ tại Iraq cho biết, chính sách này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 18 tháng 3. Chính sách của DOD của ông Joe Biden không chỉ là bất hợp pháp mà còn trái đạo đức. Quốc hội đã nói rõ rằng, tu chính án 2 bảo vệ người nộp thuế không bị ép buộc phải tài trợ cho việc phá thai. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để chắc chắn rằng thai nhi và tiền thuế của quý vị được bảo vệ. Nếu được thông qua, dự luật của bà Earth sẽ cấm DOD cung cấp chế độ nghỉ phép có lương hoặc là phương tiện đi lại, chỗ ở, bữa ăn bằng hiện vật hoặc là bất kỳ chi phí đi lại nào hoặc vận chuyển thực tế hoặc là cần thiết nào cho những quân nhân cần đi phá thai. Dự luật này cung cấp cho các trường hợp ngoại lệ trong trường hợp tính mạng của người mẹ sẽ bị nguy hiểm. Nếu cô ấy mang thai đủ tháng hoặc là việc mang thai là kết quả của việc cưỡng hiếp hoặc là loạn luân. Chính sách được thúc đẩy từ vụ Roe vs. Wade. Sự thay đổi trong chính sách của DOD là phản ứng trực tiếp đối với phán quyết hồi tháng 6 năm 2022 của tối cao pháp viện trong vụ Dobbs kiện tổ chức y tế phụ nữ Jackson. Pháp viện ra phán quyết rằng
phá thai không phải là một quyền hiến định được bảo vệ. Phán quyết lịch sử này đã đảo ngược tiền lệ mà vụ Roe vs. Wade đặt ra vào năm 1973 và trao quyền quyết định về vấn đề hợp pháp của việc phá thai cho riêng từng tiểu bang. Trong một bản ghi nhớ hồi tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin viết rằng phán quyết của tối cao pháp viện đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản với những tác động đến sự sẵn sàng, tuyển dụng và duy trì đối với quân đội. Và ông đã chỉ thị nhân viên tạo ra chính sách mà giờ là mục tiêu của dự luật của bà Earl. Tuy nhiên, thì Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville thuộc Đảng Cộng Hòa bang Alaska, người đồng bảo trợ cho dự luật nói rằng lời bào chữa đó không hợp lý. Bộ đã tính trung bình ít hơn 20 ca phá thai mỗi năm trong nhiều năm. Vì vậy, dự luật này có khả năng hạn chế ít hơn 20 thủ tục phá thai mỗi năm. Nghe có vẻ là giống như một mối đe dọa đối với sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội chúng ta không? Không hề. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 1 của Knights of Columbus, 60% người Mỹ phản đối việc người đóng thuế tài trợ cho việc phá thai và 69% ủng hộ việc hạn chế phá thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Để phản đối chính sách của DOD, ông Tuberville tuyên bố sẽ tạm dừng tất cả các đề cử cho vị trí của bộ này, vốn được đệ trình lên Thượng viện. Bộ trưởng Quốc phòng đang thực hiện kế hoạch cấp tiến của mình nhằm tạo thuận lợi cho hàng ngàn ca phá thai mỗi năm bằng tiền thuế của người dân. Ông nói hồi tháng 2, vì vậy tôi sẽ làm theo kế hoạch của mình để dừng tất cả các đề cử dân sự, cơ hiệu và sĩ quan cấp tướng của Bộ Quốc phòng được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ. Công ty Huawei thay thế hàng ngàn linh kiện bị Mỹ cấm xuất khẩu. Quý vị thân mến, Huawei đã thay thế 13.000 linh kiện trong 3 năm qua bằng các sản phẩm thay thế nội địa, đã thiết kế lại 4.000 bản mạch cho các sản phẩm của mình và việc sản xuất bản mạch đã được ổn định. Theo Reuters, bản ghi được Đại học Giao thông Thượng Hải đăng tải vào ngày 18 tháng 3. Nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, doanh nghiệp này đã thay thế hơn 13.000 bộ phận trong các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. Ông Nhậm Chính Phi cho biết, Huawei đã thay thế 13.000 linh kiện trong 3 năm qua bằng các sản phẩm thay thế nội địa và đã thiết kế lại 4.000 bản mạch cho các sản phẩm của mình. Ông cho biết việc sản xuất bản mạch đã được ổn định. Kể từ năm 2019, Huawei, nhà cung cấp thiết bị chính được sử dụng trong mạng viễn thông 5G, đã trở thành mục tiêu của các đợt kiểm soát hàng xuất khẩu liên tiếp từ Washington. Những biện pháp này đã cắt đứt nguồn cung cấp chip của Huawei từ các công ty Mỹ, cũng như khả năng tiếp cận các công nghệ, thiết kế và sản xuất chip của Mỹ. Vào ngày 30 tháng 1, chính quyền Joe Biden đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu cho Huawei và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho một số công ty rằng họ sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu công nghệ Mỹ cho Huawei nữa. Theo các quan chức an ninh quốc gia, động thái này là bước đi mới nhất trong chiến dịch của Washington nhằm kiềm chế công ty công nghệ giúp Trung Quốc tham gia hoạt động gián điệp. Quyết định trên của ông Joe Biden được cho là tiếp nối chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump khi ngài đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu công nghệ cho Huawei. Thế nhưng Bộ Thương mại Mỹ đã cấp giấy phép cho một số công ty sản xuất các sản phẩm không liên quan đến mạng viễn thông 5G tốc độ cao. Tổng thống Mexico chê trách các gia đình Mỹ thiếu những cái ôm. Thưa quý vị, Tổng thống Mexico López Obrador cho rằng các gia đình Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hơn 700.000 ca tử vong mỗi năm vì sử dụng ma túy quá liều. Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng do fentanyl gây ra. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp được buôn lậu từ Mexico vào Mỹ. Mỗi năm, khoảng 700.000 người Mỹ tử vong do sử dụng fentanyl quá liều. Theo Guardian cho hay, phát biểu vào ngày 18 tháng 3, Tổng thống Obrador cho biết tình trạng sử dụng ma túy vượt tầm kiểm soát tại Mỹ là do các giá trị gia đình đang suy thoái. Cha mẹ không cho phép con cái của họ sống chung đủ lâu. Có quá nhiều gia đình tan vỡ, quá nhiều chủ nghĩa cá nhân, trong khi thiếu vắng tình yêu, tình anh em, những cái ôm và sự thông cảm. Đó là lý do nhà chức trách Mỹ nên tập trung các nguồn lực giải quyết nguyên nhân của vấn đề. Tổng thống Obrador cũng khẳng định rằng các giá trị gia đình gắn bó của người Mexico đã giúp cho nước này tránh khỏi cuộc khủng hoảng tương tự tại Mỹ. Các chuyên gia cho biết các băng đảng ma túy Mexico kiếm được quá nhiều tiền nhờ bán fentanyl tại thị trường Mỹ. Vì thế, họ không có nhu cầu bán loại ma túy này tại thị trường trong nước. Trước đó, vào ngày 16 tháng 3, Tổng thống Obrador gọi chính sách chống ma túy của Mỹ là một sự thất bại. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc phần lớn fentanyl trên thị trường nước này được sản xuất trái phép
tại các cơ sở bí mật tại Mexico. Sau đó thì fentanyl được ép thành viên nén giống các loại thuốc thông thường và vận chuyển vào Mỹ. Chính phủ Mỹ đang gây sức ép lên yêu cầu Tổng thống Obrador đưa các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố. Một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa thậm chí kêu gọi Tòa Bạch Ốc triển khai lực lượng vũ trang tấn công các băng đảng ma túy tại Mexico. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.